Sen đá tên anh Sale thì sẽ như thế nào đây? Hello các bạn, lại là mình yêu sen đá đây. Và ngày hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp sen đá. Đến hẹn lại lên vào mua sen thì mình phải mua sen đá đúng không? Và ngày hôm nay là một kiện sen đá tôi mua ở Tây Ninh. Nhưng mà cái lúc mà edit cái video này á, tôi cũng suy nghĩ đắn đo lắm, có nên để tên vườn sen đá hay không á. Thì chắc là tôi sang cái combo này nó chỉ có nhưng mà nó chỉ duy nhất có cái combo này thôi, thành ra nếu mà tôi để địa chỉ vườn á thì nhiều khi các bạn săn xe không được, các bạn lại trách túi. Với lại thì một phần này nè là tôi thấy sen đá ở vườn rất là đẹp luôn, có nghĩa là vườn tuyển những cái dòng sen đá có form rất là đẹp để bán cho các bạn á. Nhưng mà đây là cái combo mà hàng giả đó các bạn, hàng giả cái form nó không đẹp á, với lại lâu thành ra nó mất màu mất form á, cho nên mà tôi mà để tới vườn sen đá thì nhiều khi các bạn cũng quy chụp cái chất lượng sen đá của vườn như thế này thì cũng tội nghiệp vườn quá. Thành ra là thôi tôi cứ để chung chung một cái sen đá này tôi mua ở vườn Tây Ninh nha. Còn nếu mà chủ vườn có vô tình xem video này thì tùy tùy tâm chủ vườn, muốn comment cũng được còn không muốn comment cũng được ha. Nhưng mà tôi xin nhắc trước là cái sen đá này là cái sen đá từ đợt trước và vườn đang thanh lọc vườn lại, mà ban đầu tôi cũng không thấy cái tin này luôn á. Thực ra là bé em tôi thấy cái tin mà đăng ngoài Sale cho nên là rủ tôi đi mua á. Thì đây đây là một cái combo gồm 24 sen đá sai bầu và chúng tôi cứ đôi với nhau, nhưng mà tôi sẽ không nói là tôi sẽ chọn những cái nào và bé em sẽ những cái nào đâu. Tại vì thực chất là hai đứa cũng chưa thống nhất là ai sẽ trồng cây nào khi nào á. À mà tôi không biết có mọi người quay mà đập hộp sen đá có giống tôi không á. Tôi không hiểu sao dạo này tôi quay nó cứ bị trắc trở gì đâu á. Lâu lâu cứ bị ao nét, thành ra lúc thì nó bị trái hình, lúc thì nó tối sầm luôn á. Mà cái lúc edit lại tôi mới thấy thì chắc là mỗi lần inbox là tôi tự quay, tôi không có hậu cần gì hết trơn á, cho nên là cứ thế mà quay thôi. Cái lúc mà edit trình lại cái hết hồn hết vía luôn, nhưng mà tôi chỉ quay có duy nhất một máy thôi, thành ra là nếu mà tôi cắt hết cũng không có gì cho các bạn coi hết trơn. Rồi quay lại cái combo 24 cây này đi ha. Tôi không biết là cái bà chủ vườn á, bà trồng sen, bà kinh doanh sen vì mục đích gì luôn á. Tại vì bà sao lại cái combo này nó quá là rẻ đi. Tính ra một cây nếu mình mua sỉ thì chắc cũng tầm giá đó đó. Bởi vì tôi mới nói là cái này là chỉ mang tính chất là xả vườn thôi, chứ mà các bạn mà quy chụp chất lượng sen thì nó cũng không có đúng cho vườn lắm. Rồi, tuy nhiên để mà thu hút cái ánh nhìn đối với cái combo này á, chắc là mỗi cái bầu nó có rất là nhiều con luôn các bạn. Có nhiều nhánh nhiều con lắm, mà nói chung một gốc luôn á. Và cái phần giá thể nó cũng khô khô queo luôn chứ không có ướt nữa. Và cái lúc mà mình đặt cái combo này á thì chị chủ vườn cũng có ý định là sẽ xả đất giùm mình luôn, nhưng mà mình nói là thôi cứ để nguyên đi rồi về em xả đất. Rồi trong đây có nhiều loại sen đá lắm luôn á, tôi cũng sẽ để ý đánh số đi ha, đánh số đi rồi mọi người cứ vào bình luận á và comment thử đón tên thử có đúng không hen. Tại vì sen đá thì sẽ có vườn đặt tên như thế này nè, có vườn đặt tên như thế kia nè, mà tôi thì cũng dân nghiệp như thôi chứ cũng chưa chuyên nghiệp đâu, thành ra là tôi cũng không có biết hết tên đâu, cho nên tôi để 1 2 3 4 2 3 1. Bạn nào biết thì vào comment tên sen đá giúp tôi nha. Rồi sau đó tôi sẽ chốt lại cái danh sách và trong những video sau tôi sẽ để luôn tên cho các bạn dễ theo dõi ha. Rồi riêng cái video mà đập hộp sen đá là tôi quay chắc cũng cần nửa tiếng á, nhưng mà ở đây các bạn thấy nó rất là nhanh, bởi vì tôi nhanh và cắt bỏ bớt những cái phần mà không đáng có cho nên nó nhanh á, nhưng mà nó dài đó cho nên là tôi sẽ tạm thời ngắt làm 2 video ha. Trong video sau tôi